Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 7, chuẩn bị ứng phó với bão số 8 và tổ hợp các thời tiết nguy hiểm. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp ứng phó khẩn cấp cơn bão số 7 vào sáng ngày hôm nay, đặc biệt quan tâm đến công tác dự báo, cảnh báo thiên tai để đưa ra các chỉ đạo chính xác, kịp thời, đặc biệt thông tin đến những người dân đang từ vùng dịch trở về quê có thể gặp nguy hiểm vì bão. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nhận định, dự báo thời tiết xấu còn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng 10 ngày tới. Do đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các địa phương để thông báo cho người dân, đảm bảo an toàn cho bà con trong quá trình di chuyển về quê tránh dịch. Các địa phương cần phải thiết lập các trạm hỗ trợ di động, cảnh báo sớm cho người dân các điểm ngập lụt, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Theo báo cáo của các tỉnh, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10, có hơn 26.000 người dân lao động ở phía Nam di chuyển dọc tuyến đường Trường Sơn và quốc lộ 1. Nhiều người vẫn chưa nắm được thông tin nên gặp rất nhiều khó khăn khi gặp mưa bão trên đường về quê. Đặc biệt, có hàng nghìn người, trong đó có trẻ em đi bộ cùng cha mẹ trên tuyến quốc lộ. Các lực lượng đã bố trí phương tiện để đưa người dân vào các nhà văn hóa, tránh trú mưa, đồng thời cung cấp các suất ăn. Trước diễn biến này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cần phải đảm bảo an toàn lưu thông cho dòng người từ các tỉnh phía Nam hồi hương về các tỉnh phía Bắc và đẩy sớm từ 1 đến 2 ngày đối với lưu thông đường bộ, đường sắt, tạo điều kiện cho bà con về quê. Cũng liên quan đến công tác chỉ đạo ứng phó hoàn lưu bão số 7 và bão số 8 sắp vào, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo giám sát và tuyên truyền đến người dân để không chủ quan, đặc biệt trong công tác kêu gọi tàu thuyền. Đối với cơn bão số 8, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát bởi cường độ mạnh hơn và đi nhanh hơn. Dự báo vào khoảng ngày 13, ngày 14 tháng 10 sẽ vào đất liền. Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, liên tiếp trong 10 ngày tới, khả năng sẽ xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, bão số 8 sẽ là một cơn bão mạnh nên sẽ kèm theo mưa lũ lớn gây ngập lụt, sạt lở đất hay là lũ quét và gây rủi ro rất cao ở khu vực miền Trung.